Một cái trại nhỏ như này nhưng mà nhiều thứ lắm đấy. Bên quần là quà. Nhưng mà đang bảo là một cái bàn một cái hai đấy. Ơi, tha hồ lên đo được bao nhiêu phân nữa? Tắt thùng cơ này, này để lên bảng cái trang để cho vợ cái gọi như này. Hai ba ra, không lại mình làm hai chiếu góc này, nó sắt.
nó sắt. Cháu chạy này hả? Đăng ký chạy đâu? Rồi đi đăng ký ra làm dự án chui sau hai làm đạn nó chuyển đạn thì hai làm đạn chấm nhau thằng kia sau đây rồi. Thầy nhắc cái chân này nó không có không ra được cái này kéo thả nó khó kệ nó được rồi chắc là nó không đến nỗi là đắt tiền lắm đâu. Đấy, đâu rồi đúng không? Qua đấy luôn là cái túi. Lách cũng được. Lách đâu? Nó cũng lách rồi, có cắn mèo cào rồi, trông như được. Nó ở đâu mà có dây chuột không? Đấy. Quang đâu, quang đâu rồi? Tôi biết đâu. Tôi biết gì? Đặt dừng lên, không chân lên đi. Đây, đây, chân nó mang lên rồi đấy. Ôi, chỉ cần hai người vệ sinh thôi. Cần hai người vệ sinh thôi. Đựng, xuống khanh bảo cả ba xuống khanh. Thế đây, qua, qua, qua. Đọc cuối. Thế, Luân hỏi cái kia nào rồi? Cái tin năng à? Năng ấy bảo... Bản đồ rồi thì là chữ... Đấy lên một nửa rồi. Phải... Pháo bắt luôn là phải... Pháo phải lắp nó có cái mô hình như thế này. Nhưng bọn em có pháo này đâu. Đây pháo bọn em đây mà 152, 130. Alo alo alo. Vậy công tác CB à? Ừ. Theo kịch bản chưa? Theo kịch bản chưa? Nấu một nồi như thế nào, gạo như nào chị ơi? Gạo nấu một nồi đấy chị nấu khoảng bao nhiêu về đâu ạ? Nấu bếp đi. 5 cân chị nấu cơm đi. 5 cân mà đây nha. Chị Hạnh nấu cơm đi. 5 cân chị có nước đâu lấy nước này. 15 ba. Em ăn cái nồi đấy thì nấu được bao nhiêu không? 15 bơ chị ơi.
hỏi đâu hết. Em ơi, người sao? Mấy năm bơ? Anh em ơi, anh em ơi, năm bơ là em gì chị? Em ơi, người sao ơi? Có năm bơ đây không? Người năm bơ này em 4 triệu em bán luôn đi anh. Xe nó vừa đến được không bên đây? Được không, cứ vừa đến rồi, phải gọi nó đi. Lên ở cái gốc cây này nhé. Thì tí nữa là cho lên cái bộ bàn ăn gỗ của mình ở trên gác tầng 3 ấy. Thì sếp bảo cứ lấy dư thật nhiều ghế và không cần làm sáu ghế thì gì. Vâng, vâng. Cái này bé hơn đó. Không kêu mấy đâu, bầu to nó như là một cái to. Sự nước và số nước của các khu vực với một vị trí địa lý và từng thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên dồi dào, đất nước ta mà đất nước ta luôn luôn là đại tượng của đế chế phong kiến phương Bắc. Với lòng yêu nước thương dân, người tướng quân đã tập hợp các hào kiệt trong nước đứng lên lãnh đạo binh lính chống lại quân xâm lược, đem lại những chiến thắng huy hoàng, những lại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Quý đông năm 1918, cái chiến lược quân sự đỉnh cao trong thời kỳ phong kiến mà chúng tôi lại chọn thì sẽ nhìn lại là thực tức binh cường thế nào, mưu trí thế nào để mà đã biết là lấy ít đánh nhiều mà đã đánh thắng được giặc. Khi lực lượng mỏng đã biết là lấy sức dân để tạo cho lực lượng mình có một cái những cái trận là sát thác này hay là quyết đánh của các vua lão, thế thì chúng ta buộc phải nhìn lại đã là học sinh và đã ngay cả chúng ta cũng không phải là lúc nào đợi lấy trang phục của hải quân và cái nhóm hải quân tạm thời sau đã và cứ nguyên trang cả các kể cả anh bộ đội kể cả học sinh chạy vòng với một vòng chạy cuối như là đang đi vào một chiến trận. Và âm thanh ở đây không biết là các anh chị đã lắp chưa, và cho tôi âm thanh của chiến trận. Thank you.
lớn lên niềm khơi đang hở thổ đàn bông hoa san hô cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tàn em anh trong nắng ơi nhớ cả dáng hình em mùa bận nặng đôi vai vô mối tình đời thì phụ phận thương vui đây con tàu ra thôi đây con tàu ra vàng trong xa chờ đầy tình yêu vẫn vô mối tình đời thủy thủ ta thêm yêu đây con tàu ra thôi đây con tàu ra thôi ôi ánh mắt em yêu như biển xanh như trời xanh trong ánh mối tình đời thủy thủ ta thêm vui đây con tàu ra đây con tàu ra thôi, đây con tàu ra thôi, đây con tàu ra thôi. Cách đây rồi. Anh lên xe. Rồi, ta đi, anh chạy ra. Chúng con một thật giờ chúng coi xả đã. Đây, dẹp. Dẹp vào hai bên đường thì nghỉ ngơi đi, còn có một hai anh đi trên này hiểu chưa? Chúng ta vào giúp các chị em đi. Đấy, bây giờ bắt đầu là vừa cuốc này, vừa hát đi, vừa cuốc vừa hát đi. Vừa cuốc vừa hát, hát to vào, hát bé. Cuốc cao lên. Ơi cô con gái ơi em đi lên rừng đầy bắt đầu vác bao đàn lên. Thôi thông đường nghe. Chào chị em nhá. Hả? Hả chị em? Đi nhá. Chỗ nào cũng thôi hết ta băng qua bao suối để đeo đổi. Bắt đầu không? Hát bài kia, chào em người đâu không? Tự nhiên mà. Tự nhiên mà. Bắt đầu đi đi, làm cơ tiếp tục đi đi. Thật chưa? Còn kệ người ta nhảy kệ kệ người ta. Bắt bạn đi, thật chưa? Đây, bắt đầu phanh ở hầm đây. Bắt đầu đi. Đánh nhau ấy, áo ấm của mình ấy. Thanh ơi! Thanh ơi! Mày đi đâu? Mày đi đâu? Lên rồi.
bà đã già rồi, nay muốn chuyển ngôi cho các con. Nếu ai tìm được thức ăn phải... Trên mâm cỗ, cùng cả sơn hào hải vị, gà và nhiều món ngon. Trong khi đó, người con trai thứ 18 là Tiết Liêu, còn gọi Nam Liêu, có tính hiền hậu. Bên trong là các con, lá xanh bao bọc bên ngoài là tình yêu thương của cha mẹ đối với con cháu. Đem bỏ vào nồi chưng lên gọi là bánh chưng, bánh tròn chưng cho trời gọi là bánh trời. Bánh này rất ngon và rất có ý nghĩa. Nay ta quyết định